Sàn gỗ không chỉ là một phần cơ bản của kiến trúc ngôi nhà mà còn là một biểu tượng của sự ấm áp và sang trọng. Khi bước vào một không gian được hoàn thiện và ốp lát sàn gỗ, các bạn sẽ cảm nhận ngay được sự mềm mại ở dưới chân qua những đường nét hoàn thiện tinh tế trong thiết kế nhà ốp lát sàn gỗ. Từ thời xa xưa, sàn gỗ đã thể hiện sự đẳng cấp và sự quý phái, và cho đến ngày nay, nó vẫn là sự lựa chọn hàng đầu cho rất nhiều gia đình khi mà xây dựng và đặt nâng cấp ngôi nhà của mình. Và trong video ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng khám phá tại sao nên chọn ốp sàn gỗ. Cùng với đó thì blog Nội thất đẹp cũng sẽ cập nhật báo giá sàn gỗ trong năm 2023 để các bạn có thêm thông tin chi tiết để cân nhắc và lên phương án xây dựng phù hợp cho ngôi nhà của mình nhé. Và nếu xem hết video này, các bạn sẽ biết thêm những thông tin như sau. Vì sao nên lựa chọn ốp sàn gỗ thay vì lát gạch? Những lưu ý khi ốp sàn gỗ. Những loại sàn gỗ phổ biến hiện nay kèm theo báo giá tham khảo. Vì sao nên lựa chọn ốp sàn gỗ thay vì lát gạch? Ốp sàn gỗ so với lát gạch có nhiều ưu điểm riêng biệt. Dưới đây sẽ là một số những lý do tại sao các bạn nên cân nhắc chọn ốp sàn gỗ thay vì lát gạch, các bạn tham khảo nhé. 1. Sự ấm cúng và thoải mái. Sàn gỗ tạo nên cảm giác ấm áp và thoải mái hơn so với gạch lát lạnh lẽo. Đặc biệt vào mùa đông, sàn gỗ giữ nhiệt tốt cho nên sẽ giúp không gian sinh hoạt của gia đình trở nên ấm áp hơn mà không cần sử dụng đến thảm hay là miếng lót nền. Và bên cạnh đó, nhiều gia đình lựa chọn ốp sàn gỗ cho không gian chơi của trẻ nhỏ để trẻ có thể thoải mái chơi, hạn chế tình trạng vấp té. Thứ hai, thiết kế và màu sắc đa dạng. Hiện nay trên thị trường sàn gỗ có sẵn rất nhiều chủng loại gỗ với màu sắc và hoa văn đa dạng, từ màu gỗ sáng như là đàn hương cho đến gỗ đậm như là óc chó. Điều này giúp bạn tạo nên không gian thẩm mỹ, phong cách riêng biệt cho ngôi nhà của mình. Thứ ba, dễ dàng lắp đặt. Ốp sàn gỗ thường dễ dàng và nhanh chóng hơn so với việc lát gạch. Vì các tấm sàn gỗ thường có hệ thống khóa mạch cho nên các bạn có thể tự lắp hoặc là thuê thợ lắp đặt một cách nhanh chóng. Việc này sẽ giúp bạn tối ưu hóa chi phí thi công lắp đặt hệ thống sàn gỗ một cách tốt nhất các bạn nhé. Thứ tư, dễ bảo dưỡng và sửa chữa. Sàn gỗ thường sẽ dễ dàng vệ sinh hơn so với sàn lát gạch. Chỉ cần các bạn chịu khó lau chùi thường xuyên là có thể giữ cho sàn gỗ luôn là sạch sẽ và bóng bẩy rồi đó. Thông thường thì bề mặt của sàn gỗ sẽ được phủ một lớp bảo vệ, cho nên mặt sàn hầu như không bám bẩn. Ngoài ra, các đường gion giữa các miếng sàn gỗ gần như là rất nhỏ, cho nên sẽ ít để lại hiện tượng đóng bụi. Và mặt khác, nếu sàn gỗ có vết chảy xước hoặc là hỏng, các bạn có thể dễ dàng thay thế hoặc là sửa chữa từng tấm một. Trong khi đối với gạch, thường cần phải thay toàn bộ những miếng gạch bị hỏng hoặc là các khu vực liên quan. Thứ năm, âm thanh và cách âm tốt. Sàn gỗ có khả năng cách âm tốt hơn so với loại gạch, giúp giảm thiểu tiếng ồn từ bước chân và tạo ra không gian yên tĩnh hơn, đặc biệt là trong không gian có nhiều tầng như là nhà ống. 6. Gia tăng giá trị của ngôi nhà. Sàn gỗ có thể sẽ là một yếu tố quan trọng giúp gia tăng giá trị bất động sản của các bạn đó nhé. Bởi vì một căn nhà khi được lắp đặt hệ thống sàn gỗ cao cấp, khi được khéo léo kết hợp với đồ nội thất sang trọng, tạo nên một không gian đẳng cấp, mang đến vẻ đẹp sang trọng hơn so với sàn lát gạch. Thứ 7. Sàn gỗ có thể tái sử dụng. Công nghệ hèm khóa đặc biệt của sàn gỗ cho phép các tấm gỗ có thể dễ dàng liên kết mà không cần sử dụng đến keo hay là đinh. Cũng chính vì vậy mà việc tháo lắp sàn gỗ trở nên đơn giản, không gây hại cho những tấm gỗ hay là nền sàn ở bên dưới, cho phép các bạn có thể sử dụng lại sàn gỗ một cách dễ dàng và không cần phải mua mới đâu nhé. Những lưu ý khi ốp sàn gỗ. Khi các bạn quyết định ốp sàn gỗ, có một số những lưu ý quan trọng mà các bạn nên xem xét để đảm bảo quá trình lắp đặt và sử dụng sàn gỗ được diễn ra thuận lợi và hiệu quả như sau. Chọn loại gỗ thích hợp. Trên thị trường hiện nay, phân phối rất nhiều loại gỗ ốp sàn khác nhau. Vì vậy, các bạn hãy ưu tiên lựa chọn những loại gỗ nào phù hợp với môi trường sử dụng và phong cách thiết kế của ngôi nhà của mình. Để tìm được loại sàn gỗ phù hợp cho ngôi nhà, các bạn nên xem xét về độ cứng, màu sắc, hoa văn và nguồn gốc của gỗ. Chuẩn bị sàn nền. Khi thi công và lắp đặt sàn gỗ, yêu cầu các bạn cần thực hiện trên một mặt sàn phẳng, khô ráo và sạch sẽ.
Do đó hãy đảm bảo rằng sàn nền của các bạn không có lỗ hổng và có thể đáp ứng các yêu cầu ở trên nhé. Lựa chọn công nghệ lắp đặt. Sàn gỗ thường có các công nghệ lắp đặt khác nhau như là hèm khóa, dán keo hoặc là đinh. Vì vậy, hãy lựa chọn phương pháp thi công lắp đặt sàn gỗ phù hợp với từng loại sàn gỗ các bạn nhé. Để khoảng cách hở phù hợp, độ giãn nở của sàn gỗ có thể sẽ bị ảnh hưởng do sự thay đổi của nhiệt độ và độ ẩm. Do vậy, khi thi công sàn gỗ, các bạn cần có khoảng cách hở ở các cạnh để tránh tình trạng sàn gỗ bị cong vênh gây ảnh hưởng đến không gian sinh hoạt nhé. Vị trí lắp đặt. Nên xác định trước vị trí cụ thể các bạn muốn lắp đặt sàn gỗ, bao gồm cả chức năng của phòng và hướng lát nền, bởi vì điều này sẽ giúp bạn tính toán số lượng tấm gỗ cần thiết và tối ưu hóa quá trình lắp đặt. Đơn vị thi công sàn gỗ chuyên nghiệp nếu cần. Nếu bạn không tự lắp sàn gỗ, hãy thuê một người chuyên nghiệp để đảm bảo việc lắp đặt được thực hiện đúng cách các bạn nhé. Không sử dụng sàn gỗ ngay sau khi lắp đặt. Trong khoảng 12 tiếng đầu sau khi thi công sàn gỗ, các bạn không nên sử dụng sàn hay là kê đồ đạc nặng lên ngay đâu nhé. Mà thay vào đó, các bạn sẽ cần thời gian cho sàn gỗ được ổn định các khớp liên kết, làm quen với nhiệt độ môi trường và định hình lại kết cấu của nó. Không dùng búa đóng vào sàn. Cho dù sàn gỗ có sức chịu lực khá tốt, tuy nhiên các bạn vẫn không nên sử dụng những vật nặng như là búa để đóng trực tiếp vào sàn đâu nhé. Bởi vì sàn gỗ lúc này sẽ có khả năng chảy xước, biến dạng, thậm chí là hư hỏng, gây ảnh hưởng đến chất lượng của sàn gỗ. Cũng tương tự như vậy, trong quá trình sử dụng, các bạn cũng không nên kê hoặc là di chuyển những đồ vật nặng ở trên sàn gỗ. Hoặc để giữ được chất lượng cho sàn gỗ, thì các bạn nên bố trí thêm phần đệm cao su ở các phần tiếp giáp. Để giảm lực tác động lên sàn gỗ, các bạn lưu ý nhé. Những loại sàn gỗ phổ biến hiện nay kèm theo báo giá tham khảo. 1. Sàn gỗ Đức Egger. Hiện nay trên thị trường phổ biến hai dòng sản phẩm của Egger chính là sàn gỗ Egger Aqua và sàn gỗ Egger Classic. Mỗi loại thì lại có những ưu điểm riêng như sau. Egger Aqua khóa nước bề mặt 72 giờ, chịu ngập nước lên đến 1.000 giờ, kháng khuẩn bề mặt lên đến 99%, rất phù hợp cho những khu vực ẩm ướt như là phòng tắm, nhà bếp hoặc là các khu vực thường xuyên tiếp xúc với nước. Egger Classic tuy khả năng chịu nước không bằng người anh em của mình, tuy nhiên lại có độ ổn định cao với khả năng chịu lực, chịu nhiệt và chống chảy xước rất là tốt, đồng thời cũng có khả năng kháng khuẩn bề mặt lên đến 99%, bảo vệ sức khỏe của người dùng một cách tốt nhất. Giá tham khảo 450.000 đồng cho đến 850.000 đồng trên 1m². Thứ hai, sàn gỗ Malaysia Robina. Với khả năng chịu ngập nước trong suốt 10 ngày và khả năng khóa chất lỏng trên bề mặt trong vòng 72 giờ liên tiếp, Robina Aqua thể hiện tính chất chống nước xuất sắc, rất phù hợp cho những khu vực có độ ẩm cao. Mặt khác, sàn gỗ Robina lại có mức giá mềm hơn Egger, cho nên sẽ là một lợi thế đặc biệt nên cân nhắc đối với những gia đình không muốn chi quá nhiều cho hạng mục sàn gỗ. Giá tham khảo 350.000 đồng cho đến 615.000 đồng trên 1m². Thứ ba, sàn gỗ Thái Lan Thai Sin. Sàn gỗ Thai Sin xuất phát từ nhà máy danh tiếng Vanachai tại Thái Lan, cho nên sở hữu khả năng chống nước vượt trội với khả năng chịu ngập nước lên đến 200 giờ. Cũng vì thế mà loại sàn gỗ phổ biến này rất phù hợp để lắp đặt tại các khu vực ẩm ướt. Ngoài ra, sàn gỗ Thai Sin cũng được trang bị tính chất chống chảy xước và khả năng hãm cháy, tạo điều kiện thuận lợi cho việc sử dụng trong nhiều môi trường khác nhau. Lại cộng thêm với mức giá hợp lý, cho nên sàn gỗ Thai Sin có thể sẽ là vật liệu phù hợp, phục vụ cho cả trong gia đình và trong môi trường thương mại, những khu vực vừa cần đảm bảo tính thẩm mỹ, tuy nhiên vẫn cần đảm bảo tính an toàn. Giá tham khảo 290.000 đồng cho đến 425.000 đồng trên 1m².
4. Sàn gỗ cốt xanh Pova. Sàn gỗ Pova cốt xanh là một trong những sản phẩm đáng chú ý trên thị trường sàn gỗ nội địa. Được tạo ra trên dây chuyền công nghệ tiên tiến, sàn gỗ Pova không chỉ đảm bảo độ bền mà còn không kém phần chất lượng so với các loại sàn nhập khẩu có mặt trên thị trường hiện nay. Và một trong những điểm mạnh của Pova là mức giá hấp dẫn, chỉ khoảng 265.000 đồng cho đến 450.000 đồng trên 1 mét vuông, làm hài lòng đến 90% người sử dụng. Mẫu mã của sàn gỗ Pova tập trung vào tông màu đậm và các mẫu vân gỗ sắc nét, tạo nên một vẻ đẹp hiện đại, phù hợp với xu hướng trang trí nội thất chuẩn châu Âu. Sản phẩm của Pova thì không chỉ đẹp mà còn được thiết kế để chống mờ, không bị phai màu, giúp giữ được vẻ đẹp vượt thời gian trong suốt khoảng thời gian dài sử dụng sàn gỗ Pova. Giá tham khảo 265.000 đồng cho đến 450.000 đồng trên 1 mét vuông. Thứ 5. Sàn gỗ Galamak. Sàn gỗ Galamak Go mang trong mình tinh hoa của Việt Nam với sự kết hợp độc đáo của công nghệ sản xuất hiện đại từ Đức, tạo ra chất lượng vượt trội cho sản phẩm sàn gỗ, mang đến trải nghiệm tuyệt vời cho người sử dụng. Với bề mặt bóng ít sần, nó không chỉ trông đẹp mà còn giúp hạn chế tình trạng trượt ngã, đặc biệt quan trọng cho việc đảm bảo an toàn cho người sử dụng. Giá tham khảo 230.000 đồng cho đến 290.000 đồng trên 1 mét vuông. Trên đây là báo giá những loại sàn gỗ phổ biến nhất trong năm 2023 mà blog Nội thất đẹp đã tổng hợp được và muốn chia sẻ với các bạn trong video ngày hôm nay. Hy vọng rằng với những thông tin trên giúp bạn có thể dễ dàng cân nhắc lựa chọn loại sàn gỗ ốp lát phù hợp cho gia đình mình nhé. Đến đây video chúng mình cũng xin phép được khép lại. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video này. Đừng quên nhấn like, share và đăng ký ủng hộ kênh để nhận thêm nhiều video mới nhé. Còn bây giờ thì xin chào, hẹn gặp lại các bạn trong video ngày mai nhé. Các bạn thấy video của blog Nội thất đẹp như thế nào? Hãy chia sẻ cảm nhận của mình bên dưới video này nhé. Nếu các bạn thấy video này hay và bổ ích thì hãy nhấn theo dõi, like và share ủng hộ blog Nội thất đẹp nhé. Các bạn cũng có thể xem thêm những video liên quan, chỉ cần nhấn chọn video ở phía tay trái hoặc là tay phải. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.